Em xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Chào em, hôm nay lên sóng cho toàn thể anh chị em một bạn cún đực mang phả EU. Bạn này thì có màu áo là đỏ đen. Màu áo đỏ đen rất đẹp. Đỏ 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 nửa đấy nhá. Mặt ngực đều đen, chân thì hơi phớt đen một tí. Nói chung là một con đực hiện tại bạn ấy đang là 10 tháng tuổi. Mức cân dao động là từ 28 đến 29 kg cho một bạn đực choai. Rất thích hợp cho anh chị em là nuôi chơi hoặc là nuôi làm cửa đực. Pin này. Nói chung là tổng thể con chó nhìn khá đẹp, rất cao, dài. Nói chung là kể cả đuôi thế. Bạn này có bộ lông là đỏ đen nhá, lông lông chuột, lông rất sát luôn ạ. Bạn ấy đang thay lông, đang chút lông đây ạ. Nói chung là cứ tầm khoảng độ hơn một tháng nữa bạn ấy thay xong lớp lông thì là khá chất. Đấy. Thích hợp cho anh chị em là làm một con đực phối hoặc là nuôi chơi, nuôi trong nhà, nuôi huấn luyện đấy ạ. Thần kinh nói chung là khá ham đồ. Đi, ngồi. Nói chung là bạn này cũng có một tí tí võ, gọi là tí nệnh đấy ạ. Biết ngồi và biết nhặt đồ cho toàn thể anh chị em là thích chơi huấn luyện. Đi, đây. Ngồi. Đi ngồi. Giỏi. Đấy. Nói chung là lệnh ngồi là rất ăn. Bên em thì cũng không có kinh nghiệm để huấn luyện đâu. Có cái là bảo các bạn ý tí nào thì bạn ấy biết thì là biết thôi. Đối bạn đực này thì hai ngồi. Giỏi. Đối bạn đực này thì bây giờ là đang là 10 tháng một tí. Mức cân và khung gọng là khá đạt cho một con đực mang phả EU. Đấy. Bạn này có một tí ngực trắng gọi là thạch sùng bám cổ nhá. Đi đây. Ngồi xuống. Yên. Có một tí ngực trắng gọi là thạch sùng bám cổ. Đầu mặt nói chung là khá thân thái. Khung gọng rất đẹp, pin dậy. Pin đây. Đấy, nói chung là tổng thể con chó nhìn rất đẹp. Anh chị em mà yêu thích bạn ấy thì là vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0981 548366 hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thêm video clip hình ảnh cho toàn thể anh chị em ạ. Đối với con một con ngồi đi. Đối với một con đực choai mà 10 tháng nhá thì là nó vẫn là một vị thành niên. Cho nên là anh chị em cứ yên tâm là không sợ độ hung dữ và độ không thuần đâu. Khẳng định với anh chị em là về là bạn ấy sẽ thuần. Đấy, pin đây. Ngồi. 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 Sai, ngồi. Giỏi. Khẳng định với anh chị em là về bạn ấy sẽ thuần và rất quấn chủ luôn. Có cái là anh chị em là dành tình thương và tình cảm cho bạn ấy bao nhiêu thôi ạ. Còn chó thì nói chung là rất khôn. Ai cho ăn người đó, ai cho nó ăn thì nó sẽ biết ai là chủ. Đấy, và nó sẽ theo nghe theo lời người ấy. Cho nên là anh chị em cứ yên tâm là vấn đề là về sẽ thuần nhá. Pin ngồi. 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 Giỏi. Nhìn nói chung là đấy, tổng thể con chó nhìn khá đẹp. Anh chị em xem ưng bạn ý thì liên hệ với em. Anh chị em ở gần thì qua em xem. Anh chị em mà ở xa không qua được vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại video qua số điện thoại là 0981 548366. Em sẽ gửi thêm clip hình ảnh cho toàn thể anh chị em. Anh chị em ưng thì là em sẽ gửi cún cho anh chị em. Đối với bên em ship thì là bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho toàn thể anh chị em, yên tâm ạ. Và ship thì là bên em sẽ bảo hành mọi tật lỗi cho toàn thể anh chị em, yên tâm nhá. Bảo hành cho anh chị em là nhận chó khỏe mạnh không một tật lỗi. Trong trường hợp xấu xảy ra là bên em sẽ hoàn tiền 100% cho toàn thể anh chị em, yên tâm ạ. Đấy. Pin. Ơi, tóm lại đây pin. Rồi, đây pin, đây. Ra đây. Nhà. Giỏi, pin ngồi. Ngồi. Giỏi, chuých. Rồi, chơi chơi. Anh chị em xem kênh. Cho em xin một nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cún khác. Kết thúc video, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo ạ. Pin ngồi. Pin ngồi. Giỏi. Chích. Giỏi. Good boy. Nhà. Ngồi.